cái áo anh không? Trên nè, trên. Bùm bùm trên. Anh thấy ở đó. Đây, đừng để mò. Bùm đi, bùm đi. Rồi. Cái trên đậu nha. Rồi. Khoan. Chưa bao giờ làm hại ai, cho nên là tâm không có thiện. Hãy buông bỏ mọi thứ đi. Rồi cô hãy, tôi sẽ có cách để giúp cho vong linh tìm nơi giải thoát. Chứ mà vong linh... Rồi. Rồi xa. Khoan, lùi mệt quá. Em mệt quá, ở đây mệt đấy. Em cũng mới về dưới rửa mặt này kia. Nãy giờ hôi, chịu không nổi. Mùi thuốc sâu mà cái nhà không biết cái mùi thuốc sâu mà hôi. Chịu không nổi. Mà cái sao không biết cái gì. Chắc là thầy cái chai này đẹp. Em chào không? Em mới mò lên kiếm lại cái nó. Nãy nó rớt rồi. Lúc mà cả nhà con nhớ là mà cũng còn cầm máy là con còn đội cái nón, nhưng mà sao mà mất đi cái nón. Mà vì khi mất cái nón nó họ mới có thể làm dữ vậy đó. Mà nãy lên em đi vòng gặp đâu mà nó rớt đâu, nằm nó trong cái hốc gì trong đó chạy. Anh không hiểu luôn tại sao. Miệng xinh cái chân nữa nha. Hồi nãy lại chạy em chụp đó mà phút móc mà được, không có nó dù cái tay giả bộ giả thù của dư là thọt cả nhà không ấy. Có em chụp gì nè, cái tay cái ngón tay con cái nhà chọn thẳng vô xin rảnh dân xin cái lợi luôn. Chủ yếu giống như là lúc mà anh bị bắt đi, anh cảm giác giống như là cái vong là cái vong quà đó là bắt anh, chứ không phải là mấy cái vong kia. Tại vì đơn giản là thấy có một cái gì đó rất là nặng, nó nặng rất là nặng luôn, không phải năng lượng đè trên vai anh này nè. Và sau đó rồi anh không biết nữa. Là cái hồi ấy gọi là em lúc mà ấy là lúc và anh thấy cái gì hôi là anh biết là lúc anh tỉnh đó. Em cầm chai thuốc sâu á, chai thuốc mà nãy anh nhớ em nói em để chai thuốc sâu mà em cầm á, nhưng muốn giết mình anh em uống cả nhà. Anh nghĩ chứ thằng ấy chắc con bông quà á. Cả nhà thấy cái vong này không phải là thường, rất là ác, cố tình muốn, nói chung muốn giết anh em luôn á. Giống như cả nhà, cái vong này con nói chung là vậy, cũng không trách được họ, tại thường mình tìm đến họ mà cả nhà. Cái vong này là giống dĩ có thể là tụi con mang họ về đây, tại mà khi mà con đi á rồi họ đi theo và làm gì một cái điều gì đó mà họ có thể là giống như điều là sai khiến những cái vong còn lại khi mà tụi con vô tình mà dắt họ về sao. Mà có cái gì cái đó con thấy có giống gì nè, cái vong này lại giống như một cái vị tướng vị gì ngày xưa sao đâu, có cái cốt cách đó. Bự con cao to, mặc áo giống như cáo tròn. Nhưng mà có cái là cái gương mặt đã bị quá hóa quỷ rồi. Nhìn rất là dị. Cái da của họ không phải là một cái da thường mà nó đỏ đỏ mà nó như máu à, mà nó móc ở ngoài giống như là cái xác chết mà bị ngoài nắng gì, nó bị sình lên sáu cả nhà. Vậy cũng hồi sinh nói chuyện đâu. Mà anh nhớ không, mỗi lần mà anh gần chạm được cái vong của đứa bé thì lại có chuyện. Đúng rồi. Mà anh nhớ em để ý cái vong cô gái giống như là họ chắp tay em để ý mấy lần nha. Mỗi xuất hiện cô gái đều chắp tay như thế này nè. Lúc giữ lúc hiền. Em hiểu rõ như thế nào nè. Lúc giữ là khi mà họ bị cái sự sai khiến của người đó, cái vong đó hay sao á. Còn lúc hiền là lúc họ cầu xin mình.
tận ra tay giúp đỡ rồi. Mùi nhức đầu luôn mẫu. Mà tụi con thì con có, tụi con có nói rất là nhiều lần, tụi con làm việc tâm linh và con đi theo có cách thuần túy nhất. Tụi con muốn biết hết ngọn ngành câu chuyện. Thật sự nhiều khi nó khổ, nó mệt, nó đau, nó đớn, nó đủ thứ chứ. Nhưng mà con muốn là hãy cho họ một cái gì đó tự nhiên. Mình tìm hiểu được những cái cội nguồn của họ rồi hãy giải thoát họ, hãy giúp đỡ họ. Chứ cả nhà biết là có những cái bùa chú mà để bắt buộc họ giải thoát, hoặc là bắt buộc họ phải bỏ đi, hoặc là làm cho những cái vong hồn đó bị như này như kia, thì tụi con ví dụ biết cũng không có làm. Tại tụi con muốn, tụi con là đi theo một cái hướng khám phá thuần túy. Chứ anh em con không có sử dụng bùa phép. Cũng có sử dụng bùa, những cái lá bùa mà định tha hồn đúng rồi, đúng đó đúng rồi. Hoặc là những lá bùa mà nhiều khi mình sử dụng những cái bùa đánh quỷ đúng là rồi. Sao? Và những cái vong hồn đó mình thấy họ mạnh quá đi, mình sử dụng những cái lá bùa đó thử xem có cái mức độ mạnh họ như nào, mà những cái lông, những cái điều đó chỉ là làm họ dạng sợ thôi, dạng như nào chứ không có là ảnh hưởng nhiều đến họ. Giống như giờ giống như anh em con giúp một cách nào tự nhiên nhất không anh, giúp những cái bông á anh sao như đỡ như kỳ vậy hả? Anh sao mà đau miệng nói chuyện mau đau sưng ngon. Tụi con cũng gắng cố gắng mà chỉ mong là mọi điều đó tốt là lành nhất có thể thôi. Bây giờ tụi con ấy rồi mà đi trở lại ha. Đâu mổ nhà thì cái nhà mà kêu bằng cái miệng, kêu bằng cái mổ không cả nhà. Để mời cả nhà theo cô, hai anh em con nha cả nhà. Okay. Cái này cần nãy mình nhớ là mình bị cái đây đúng không? Ừ. Nước dưới này nè. Trên này có nước. Trời ơi. Trời ơi trời. Của em á, nó em á. Em má hả? Nói vậy em nó bị ướt. Em má ngủ. Anh Lộc ơi. Vãi. Về đi. Đâu trời. Tôi nói đâu trời. Cậu mà bữa hình phải rồi, bữa hổm anh em mình đổ đèn cày vô nhớ không? Nghĩ lấy cháy gì sao để lấy cái máy lên cho cả nhà xem cái. Đèn cày không ơi,
Mà đàn cày đâu đó? Đâu có đàn cày nè, anh thấy trên cái dành này không nè, đàn cày đâu ra nè, đây nè. Má. Gì? Đàn cày này má ơi. Đâu phải chợ. Nè mà cái này làm gì đàn cày? Cái đó à? Ừ. Đó đàn cày chứ lại gì? Nè, mà bây giờ em chỉ với nhà xem nè. Em ra cái đây. Nè nè, chỗ này nè, đâu phải đàn cày đâu nè. Mà sao nó nè. Nó bắt ngang được nè. Ủa, vậy trời. Cái gì? Nói em kìa. Em ra đi, em ra đi. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Gì? Cái gì? Này cây nào? Đó. Ủa? Đâu trời? Có đâu, cái đèn cày nó bị gãy bộ. Nãy em cầm cái đèn cày gãy mà. Gãy làm hai á. Từ trong ra tại sao nó gãy, cái chân này nó bị gãy như thế nào? Thấy cái ngang này ở trong ra hả? Trong ra lấy mà từ dưới mà cả nhà thấy mà. Con lấy cách tự nhiên không lựa cả nhà. Chụp lên ba cây thôi nhưng mà có một cây nó như vậy nè. Nè cả nhà. Gãy nó có sự chênh lệch không? Nó gãy chân hay là như thế nào đó. Mà tại sao anh coi vô đó càng ngày là cái lớn nè. Ơi, trời. Tôi phải nghe cày nãy nghe cày nãy gãy đúng không? Không cầm mạnh luôn đi. Mm-hmm.
trước thì anh cúng đẹp ạ. Cúng bánh đây, rồi bánh đâu hết ta? Nó vỏ bánh đó. Bánh đâu hết? Nhiều lắm. Cái nào con mình kia hai bọc luôn á. Hai bọc bánh men. Hai bọc bánh men, một bọc bánh tây, một bớt bánh tây. Để nguyên đống mình nè. Chắc con này kia ăn quá, sập tới chân luôn. Mới lấy ngày nào? Hai ngày. Còn dữ. Nếu mà ở đây thì nó không phải còn nằm thì nó bởi vì nó xa này rộng thôi chứ sao mà nó hết. Đi chưa? Dài rồi. Không đi. Ừ. Em chưa đụng muốn chạy. Cái nhà. Còn giống chích nữa nè. Em chưa đụng luôn, mới vừa bước lại à. Gì anh? Làm gì? Ngồi có máy, em chỉnh máy. Hạ đèn anh, hạ bớt em. Hạ bớt bớt đi, ok, vậy được rồi đó. Ok. Có cái miếng cây nào? Có mình, có chưa, có chưa? Dính vô dính được. Thấy luôn vậy, thấy luôn. Em đốt giấy đi. Làm gì? Anh chỉnh máy nè. Em quay nó xéo xẹo nè. Xéo à, bị xéo à. Máy bị điện mà. Máy ấy, anh kéo lên cho nó thấy rõ. Anh đốt em cầu ơi. Đốt rồi nhớ cầu ha. Cầu những ông bà ông mang mặt nó kêu người ta đến mình nhận. Cái gì? Cái gì à? Cái tiếng gì là tiếng gì? Anh đâu nghe gì đâu. Gì? Kêu em vậy? Có đâu? Em nghe tiếng nghề á. Nó kêu. Nó. Anh nghe cái gì vậy chứ? Nghe kêu ai? Kêu ai á? Ê. Kìa.
gì cẩn thận anh ơi, cẩn thận anh Lâu ơi, Lộc, cẩn thận anh, nó đang ấy đó anh ơi. Sao chỉ em nhìn Lộc ơi, ơi 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 lui anh ơi. Ê ơi, ra luôn đi Lộc ơi. Nghe tiếng bập trên cây á. Cẩn thận nha. Ây da, ây da. Con gì trắng trời, không sao không sao. Trời ơi, chích cái trắng ngón tay nè, không giật. Đèn quy gì nữa rồi. Xe máy quy đêm luôn. À, cũng có cái ấy nó đỡ. Gì anh? Cái gì vậy? Đi, đi lại đằng kia đi. Ủa, ê, anh ơi. Chết. Sao giờ? Sao giờ anh? Lộc. Sao giờ? Anh đợi nó. Ê, ê. Tâm của cô á. Thì cho nên cô đừng nghe những cái phong linh mà có tâm ác. Tôi biết rất lâu rồi cô có hiện diện ở nơi nhà tôi, nhưng mà cô không biết, chưa bao giờ làm hại ai, cho nên là tâm cô thật thiện. Hãy buông bỏ mọi thứ đi. Rồi cô hãy, tôi sẽ có cách để giúp cho con Linh tìm nơi giải thoát. Chứ mà con Linh
ở đây mà bị những cái con linh khác đài gọi như thế thì cô cũng không có được mà gọi là nguôi lòng để ở nơi này đâu. Đi à anh ơi. Sai anh ra. Sai anh rồi. Ủa? Cái nhà này có phong bằng đứng dưới đó nè. Lọc. Bên đóng đồ cúng anh em mình kìa. Thấy không à? Cô gái biến mất rồi nè. Gì em trời? Phải có sao? Tại số em á. Cái đèn nó bắt lên đi. Không được, cái đèn bắt không được. Cái đèn bắt không được. Nói anh cho bắt cái đèn thử này được không? Nó không có được. Được không? Không được phải không? Gì á? Cái gì trời? Đèn bắt không được. Tình á. Không biết thế. Cầm chết đi và những người ta chết đi ta rất là mong muốn được trở lại tái sinh vào cõi khác. Đâu chưa? Nhưng mà con linh chết tại sao con linh lại không chịu buông bỏ để cố chấp lên lắm? Con linh tự đài ăn phát con linh đài lên những cái gọi là cái xác thật là cái vong hồn của mình. Và đặc biệt là đài luôn cái phong hồn của cô gái. À, ơi, anh ơi, rồi. Tôi rời xa. Khoan, lui đi. Lui đi với anh, lui. Ê, cho nó cắt, cho nó cắt. Lấy đi ra. Vâng. Em biết đường đi mà. Đi. Dạ. Bây giờ đi, không có đi đường, cái nó mái này. Đèn, không thấy. Thế cái đèn quay vô anh. Nó hoài cũng được mà. Đi xa ra để cho con. Em thấy anh càng nổi thì họ muốn cái vong quỷ này nó muốn là làm dữ hơn đấy. Anh thấy cô gái như bị nó làm cái gì đó không còn nhúng nhích được, giống như là nó muốn sát hại cái vong này luôn á. Nó rồi kì trời, không thấy. Sao cái đèn mình tiêu nữa rồi. Cái nhà nghe con bấm nè. Hoài luôn mà không được. Gì đó. Không cỡ nào bấm không lên. Em bên đốt đồ.
Trời. Nó sẽ được đi xuống nữa. Ây da. Kỳ cho cái đèn này. Tức quá tức rồi. Bấm hoài luôn, nãy giờ có trăm cái luôn á. Nghe cái gì con bụi tre mà. Nghe tiếng rụt rạc chấm. Giống như cái tiếng con gì bò. Đừng bấm rồi chừng nào nó mới cháy. Bấm muốn bành cái nút luôn nó mới chịu cháy. Ngộ đời ta. Nó lại do cái đèn nó bị hư cái nút rồi. Ồ cái máy mình cũng máy nè. Đèn kỹ ta. Đó nè, cũng bình thường rồi nè. Đốt gì mà hết cái đó đi. Quá trời qua mũ đây. Được không em? À, để anh đốt tiếp cho. Gì vậy? Đau bụng quá. Nào con ngã mới có mất cái chút miếng nào. Nó đốt ra dùm anh ta đó rồi. Ây da, đau quá. Ây da. Cả nhà sợ đau bụng quá trời lắm. Thế này đau mất thở luôn á. Sao vậy anh Lộc? Lộc ơi. Lộc ơi. Anh ơi. Lộc ơi. Đâu trời. Lộc ơi. Nó để đây đi đâu trời. Anh ơi. Lâu ơi. Anh nghe nó không? Tiêu trời. Lâu ơi. Lâu ơi.
Ừ, trời đi đâu trời. À, Lộc anh ơi, nghe trời biết đâu trời, biết biết đâu mình tím trời. Anh ơi Lộc ơi, anh ơi, tình trời đâu trời, tiêu trời. Anh ơi Lộc ơi, nó tiêu trời. Anh ơi Lộc ơi, đi đâu anh, tình trời đâu trời. Anh Lộc tiêu, anh nghe em nói gì anh? Ôi là trời, nó không ở đây muốn đâu trời. Anh ơi Anh Lộc, trời ơi trời, anh Lộc chết rồi, anh Lộc ơi, anh Lộc, anh Lộc ơi chết rồi, sao vô trời, sao vô trời, đi đây đi anh ơi, anh Lộc, anh ơi, anh Lộc ơi, Lộc trời ơi trời, chết luôn rồi, tôi có đường đâu vô, trộm chứ đường nào ý. Anh ơi anh, anh Lộc ơi, đường nào trời, chết rồi anh ơi, sao vô trời. Ây da, Lộc ơi, anh Lộc, anh Lộc ơi, sao anh? Sao? Anh ơi, em nè, nè chết rồi, sao ra trời, sao anh đây trời ơi trời. Đời 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 đời, đúng cái này nghe gai đó. Sao anh đây vậy? Trời, ngồi yên đi anh, ngồi yên đi. Ây da, sao ra trời. Ây da, đời đời đời, đứng biết đứng biết đứng biết. Ây da, ây da, ây da, ây da, móc anh vậy? Đau, anh cầm kìa, ây da, ây da, ây da, dính thịt rồi. Sao ra trời. Ây da, ây da, sao kỳ sao anh đây? Em không biết nữa nè. Về gai không anh, cẩn thận á. Em dọn hết chưa? Ây da, ây da, anh biết hết được rồi. Chứ đường này không có đường ra này á. Anh ngồi yên nha. Anh ngồi yên nha. Sao anh đây vậy? Ngồi yên đi, ngồi yên đi. Ơ, chúng anh, ơ. Đúng hả? Chúng mặt. Ây da, đúng không?
chú mong dạ mình về cho kỳ cho sao anh đây ngồi gì thật ôi ai 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 trời không biết được luôn mà ngồi chỗ anh ra đây chết kìa. Chán lòn rồi được không anh? Bây giờ dịch cái mình anh dưỡng cũng được. Anh gắn dọn mà không có được nữa anh ơi. Ây da. Dại dữ lắm đó. Dạ. Bây giờ không có đường ra mà không có đường nào gá chứ mà sao anh vô được trời. Ây da. Anh để mình mới đi ra thì anh chung. Bù anh lấy tay đi. Anh chạp đi dặn mặt anh á. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da. Giờ nó nhít nó cũng đâm nữa. Đâu đây vậy? Bụi tre nào vậy? Ủa? Bụi tre đây nè, cái bụi tre nào? Anh dọn chỗ này nè, anh ra được. Đây cái được, cái đường đường nè. Đây cái trường trường. Ủa cái trường. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Anh dọn khúc này chuyện anh bò ra được nè. Gắn đi, gắn đi nha Lộc ơi. Này, cái này. Gắn đi, gắn đi, gắn đi. Đây cái gai ngang gai. Đây, đây, lại một luôn. Để đi. Đâu bác đi đi. Mà sao anh vô đây? Không biết đâu. Rồi anh ngồi đi. Ngồi đi, đừng đụng vô. Ê, chính anh không bụng quạt vô mặt anh á. Anh bẻ được cái nhánh này gì mà anh. Ây da. Mấy đủ nhánh này là anh ra được rồi. Thôi mà anh bây giờ anh lấy tay anh nha, lấy tay nha. Ừ, rồi đến nữa cho anh mặt rồi. Lấy tay lấy tay che mắt lại. Rồi rồi lấy tay ra đi, lấy tay ra đi em chặt cái này nữa nè. Ừ, cái đó không được đâu, cái đó bị lắm anh đặt nó vậy đâu. Ra lấy tay ra đi em chặt mấy nhánh nhỏ để là tự. Mấy. À, cho đem cái nhánh đó. Rồi. Cái đó búng vô mặt anh không, không em cầm luôn rồi đó. Chưa nè, ha. Móc cái lưng lên nè. Ha. Cái đó buồn nó búng nè. Bây giờ sao móc phần cổ này? Cái áo nè. Ây da. Cái gì vậy? Nè cái cổ áo anh nè. Rồi ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Mấy cái đèn lại cái đó. Ngồi đi, ngồi đi. Sướng không anh? Còn còn cổ, cái này cổ anh. Chán mắt quá. Em lù lù lên. Chán mắt hả? Ừ. Trên này cái gì vậy hoài mà không có tới được nè. Trên nè, thấy cái áo anh không? Trên nè, trên. Bùm. Anh thấy, ở đó. Đây, đừng để mò. Bùm, đi, bùm đi. Rồi. Cái trên đầu nha. Rồi. Khoan. Nè. Chặt lên cái áo nè, nhanh đi. Cái này nè. Đè cái tay lên cá nè. Ừ. Sao rồi? Dính cái giò nè. Nó mọc vô quần. Dạ. Gì hả? Anh giờ được rồi. Anh đừng có chịu cái tay xuống đó. Nè. Chịu tay xuống áo em nè. Rồi. Móc cái móc mình móc mình à dạ mô phật rồi 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 rồi
nó quật. Ây da, ây da, bỏ tay ra, bỏ tay ra, bỏ tay ra, bỏ tay ra. Ây da, anh khoan, có giọt, có giọt, có giọt, ây da, nó giọt bị móc. Đâu rồi? Trời ơi, ây da. Mệt, chào anh. Nó nổ anh đâu rồi? Anh không biết đâu, phải chờ mệt rồi. Trời ơi, sao mà anh đó sợ mệt dữ trời. Để mà cáo cho nữa nè, quá đuối rồi. Đi dưới anh Lộc ơi, đi nơi mệt quá mệt rồi anh sao? Trời trời, anh sao không? Chị máu bụm nha, tét, nó tét bụm. Đi nơi, đi gì hay? Đi gì? Đi gì? Chảy máu hay vậy? Chảy máu, máu bụm chưa kìa. Chảy máu rồi nha. Đi 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 nha. Đi 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 đi. Cái nhà anh em con đi về, con em con quá trời mệt rồi cả nhà ơi. Không à, này con tắt máy nha. Đi đi anh ơi, dạ. Đi đi về.